vị trí và phạm vi khu dân cư Cồn Tân Lập hiện nay nhìn trên bản đồ. Khu đất màu đỏ. Khu dân cư Cồn Tân Lập có diện tích hơn 7,9 ha, tổng mức đầu tư 2.718 tỷ đồng, nằm ngay cửa sông cái đổ ra biển, giáp với cầu Trần Phú, được coi là khu đất vàng ở thành phố Nha Trang. Đây là dự án được đầu tư bởi liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà, Thăng Long và Công ty Cổ phần Sông Đà, Nha Trang, được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2011. Trong quá trình triển khai dự án đã được chuyển nhượng một phần cho các chủ đầu tư khác như Mường Thanh hay Danh Khôi. Vào tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chuyển nhượng khu đất TE1 từ Sông Đà, Nha Trang sang Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HP Hospitality Nha Trang. Tháng 9 cùng năm, HP Hospitality Nha Trang xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX với tỷ lệ sở hữu 75%. Hải Phát sau đó đã thoái toàn bộ vốn tại HP Hospitality Nha Trang vào năm 2023. Trên đây là xóm Cồn đối diện dự án phía bên kia sông cái. Năm 2017, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa từng xử phạt Công ty Cổ phần Sông Đà, Nha Trang về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định. Hồi tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị sở này cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra quá trình thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Khu dân cư Cồn Tân Lập được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào năm 2003, tính đến năm 2020 đã trải qua 9 lần điều chỉnh. Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 8 năm 2024, dự án đang trong quá trình xây dựng các căn biệt thự song lập. Khu dân cư Cồn Tân Lập có vị trí đắc địa, nhìn thẳng ra cầu Trần Phú. Phần đất dự án của khu dân cư Cồn Tân Lập hiện nay, màu đỏ. Bên cạnh đang thi công là dự án Well Tân của Danh Khôi. Phía xa là khu đất xây căn hộ khách sạn đã chuyển nhượng cho Mường Thanh. Cuối năm 2023, tỉnh Khánh Hòa từng chấp thuận cho phép chủ đầu tư thực hiện khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại khu dân cư Cồn Tân Lập trong thời hạn 12 tháng.